Cuối cùng thì cái lẩu lịch cũng lên rồi cả nhà. Đây, mới vừa gọi xong cái món đặc sản của quán luôn cả nhà. Nhìn cái con lịch rất là hấp dẫn cả nhà. Đây là cái đuôi con lịch cả nhà. Chào đón toàn thể cả nhà, mình đang quay trở lại với màn ảnh nhỏ của ẩm thực phố. Thì hôm nay là tiếp tục cuộc hành trình ăn uống thì ẩm thực phố, xin mời quý vị cùng theo chân ẩm thực phố để đến một quán rất là bình dân nằm tại khu vực chợ Cái Sao, chợ đêm Cái Sao quý vị. Quán nằm có không gian rất là thoáng và không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Thì xin mời quý vị cùng theo chân ẩm thực phố để xem quán này có những gì đặc sắc mà lại nằm sâu phía trong như thế. Rồi, mời cả nhà mình cùng đi xuống quán thôi. Và hiện tại ẩm thực phố đang có mặt tại chợ đêm Cái Sao quý vị. Thì cái khu chợ này thuộc của Mỹ Thế nhưng mà rất là đông đúc bà con nơi đây, cũng như là buôn bán những đồ ăn nhất sáng quý vị, còn nhất chiều thì có bán những đồ như quý vị thấy rồi đó, những đồ mặc của gia đình. Thì khu chợ thủy sản của Long Xuyên mình đó quý vị. Thì giờ về phía ở dưới chợ Cá Sao này quý vị, hiện tại là bên trái của quý vị đó là khu chợ Cá Sao quý vị. Chợ ở đây cũng rất là lớn quý vị, tại vì khu vực chợ Cá Sao thì nói chung thì dân cư rất là đông, và đặc biệt hơn nữa là gọi là những cái gian hàng bán rất là nhiều quý vị. Đây, ở đây đã chạy xuống tới bến sông rồi quý vị ơi. Và mình cùng quẹo qua phía bên tay trái là về quán nhậu Hai Tượng quý vị. Thôi mình cùng chạy vào thôi quý vị. Chung quán Hai Tượng này là rất là quen thuộc quý vị, với một cái món gọi là đặc sản, đó là món lẩu lịch đó quý vị. Khi mà cả nhà mà ở Long Xuyên đó là sẽ khi nói đến Hai Tượng là sẽ biết ngay đây là đi ăn lẩu lịch. Đây tới quý vị ơi, hôm nay thì sự thật thì quán Hai Tượng này ẩm thực phố xuống mới có một lần đầu tiên rồi quý vị. Đây, rất là đông quý vị ạ. Cô, con này là con lịch hay con lươn? Con lịch hết con. Dạ. Con lịch mà cũng khá là bự hết con. Dạ. Lịch này nếu thường thường là cô căng khoảng có con bự là khoảng 300 g. Con khoảng 300 g hết con. Dạ cũng có nữa. Dạ. Cái này là nhỏ. Vậy thì cô đang như là cô đang ướp cho để cho ra cái mùi dạ, mùi tanh. Dạ. Thì rất là nhiều quý vị ạ. Dạ. Đây thì khi mà ướp cho thì mình có cần để thời gian lâu không cô? Không, ở trong nó quậy quậy hồi đó rồi cái đầu mặn. Dạ, quậy quậy chút xíu là làm đó cô. Dạ, rửa mình trà. Đây là những con ướp cho ra cái vị cái cô sẽ làm cả nhà. Tại vì cái khung cảnh làm thì ẩm thực phố quay không có được cho cả nhà xem. Đây, đây là những con mà cô ướp cho gì nè. Cô ngoài quán mình ngoài lịch thì còn có những món gì bổ sung nữa không cô? Có bò nướng. Dạ. Cá chiên bột hả con? Dạ, với cá phèn chiên bột. Cá phèn chiên bột. Với cánh gà chiên nước mắm. Dạ. Món tép chiên bột cũng là một món ăn quê hương. Dạ. YouTube luôn hả? Dạ. Dạ. Gỏi xài khô có lóc gỏi xài. Khô có lóc gỏi xài hả con? Dạ. À, món rất là đặc sắc luôn. Thường là khung giờ mình bán ở đây khoảng mấy giờ cô? Lợi giờ đã có hả? Dạ. Vậy là cô cũng như bán xuyên suốt luôn hả con? Xuyên suốt luôn, khác là 5 giờ cũng có bán luôn. Dạ. Cô có đặt khô lóc không ạ? Dạ. Cô chặt khô với cô lịch. Dạ, vậy là cô có bán khô lịch nữa. Khô lịch, khô có hàng. Ngoài lẩu lịch thì còn cô còn bán những món khác liên quan đến lịch không cô? Thì hấp. Dạ. Hấp con hổ, hấp xả với ướp nướng, nướng lèo. Nướng lèo hả cô? Dạ. Wow. Nướng lèo. Nướng lèo này cũng là đặc đầu với con, nhưng nướng lèo luôn á. Dạ. Cũng như nướng cái lóc nó chui đó. Dạ. Và sau khi hỏi cô thì món lịch cô có làm rất là nhiều món quý vị ơi. Nướng lèo, rồi cô còn có thể hoặc là ăn lẩu, nhưng mà thường khách ở đây thì rất là ưa chuộng cái món lẩu rất là nhiều đó quý vị, nên thường khách sẽ ăn lẩu rất là nhiều. Và ở đây cô cũng có một cái bồn tôm nữa quý vị. Tôm này là tôm sông luôn hả cô? Dạ, thì cô là chia sẻ là tôm sông luôn đó quý vị. Khi mà người dân người ta bắt đó lên thì cô chia lại để đây bán cho khách. Cái thịt tôm sông thì nó rất là ngọt thịt quý vị ơi. Và đây là những anh địch đang ngóc đầu lên đó quý vị. Anh đang chờ đợi điều gì đó. Hay là anh đang ngọt với anh thở gì quý vị ơi. Tính ra cái con lịch này cũng rất là bự quý vị. Con này bán lịch cũng rất là to. Con này là con thực có thấy nó rất là bự.
bắt nó rất là khó quý vị ơi, nó không được nó. Đây là cô hồi nãy giờ cô đang ướp, cô làm quý vị, cô đang làm là rất là nhiều luôn, mấy ký á, tại cái lượng khách rất là đông, nhưng khi khách phải là hẹn giờ trước quý vị. Thôi mình cùng xuống bàn thôi quý vị ơi, xem bà xã bà đang kêu món gì. Đây là không gian rất là thoáng quý vị ơi, rất là thoáng mát, cũng vừa đây. Nói chung là mình ngồi lẩu lịch mà mình uống một miếng củ đế nữa thì ngắm bờ sông nữa thì khung cảnh rất là hữu tình quý vị ơi. Đây. Cái không gian quán rất là thoáng quý vị ơi, rất là lãng mạn. Đây là những ghe tàu đang bắt cá quý vị. Đây, con sông cá lớn nha, ở sông Dầm Nao quý vị. Đây. Ngồi đây cũng rất là gọi là thoải mái quý vị, là không gian quán rất là thoáng mát. Trên đây là một cái sàn quý vị. Đây thì hai bên đây là các bà con chài cá quý vị, có ghe chài rất là nhiều. Đây nữa quý vị. Có anh đó anh đang dàn lưới quý vị ạ. Coi thực đơn thôi quý vị. Mà đây là thực đơn của quán lẩu lịch hai tượng quý vị ơi. Đây, lẩu lịch như vậy là 150.000 và thêm là 100.000 quý vị. Hấp xả thì 150, cao ngổ 150 đồng giá hết quý vị. Nướng cũng 150 luôn quý vị. Và lịch nướng lèo cũng 150 luôn quý vị. Nói chung là mình cũng đủ loại hết. Muốn ăn làm sao thì mình nhờ cô tái chế mình làm thôi. Nướng đây có sườn bò nữa quý vị, như cô chia sẻ đó là có cá linh chiên bột nữa, cá phèn chiên bột, tép chiên bột. Đây là rượu bia quý vị ơi. Rồi thực đơn nói chung là chủ yếu món chủ đạo là của hai tượng là quán lẩu lịch đó quý vị, rất là tuyệt vời. Rồi mình cùng gọi món thôi quý vị ơi.